Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Bao nhiêu lâu nên thay lốp xe để đảm bảo an toàn? Lốp xe là bộ phận quan trọng ảnh hưởng lớn đến sự an toàn khi lái xe. Vì vậy, lái xe phải thường xuyên kiểm tra để biết khi nào nên thay lốp xe. Lốp xe còn tốt khi khả năng bám đường của lốp cao, xe chưa qua thay hay vào lốp trước đó, xe không giảm hiệu suất khi phanh và cảm nhận được độ êm khi lái. Nếu kiểm tra định kỳ mà lốp không mòn, méo, nứt hay phồng và xe thường di chuyển trong điều kiện đường êm, không sò đá, gập ghềnh thì chủ xe có thể yên tâm chưa đến thời điểm phải thay lốp. Tuổi thọ của lốp xe. Trước hết, lốp xe bị mòn hoặc hư hỏng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phản ứng của xe, đặc biệt là với các mẫu xe cũ. Chẳng hạn như việc điều khiển, xử lý và phanh xe sẽ không được như ý. Sử dụng lốp xe mòn càng lâu thì rủi ro mất an toàn càng cao, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự an toàn của những phương tiện khác di chuyển xung quanh bạn. Đến thời kỳ thay lốp, chủ xe nên nhờ chuyên gia đánh giá xem có cần thay lốp hay không. Xe sử dụng sau 5 năm phải tiến hành kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần. Mỗi loại lốp sẽ có hạn sử dụng khác nhau. Một số nhà sản xuất có thời hạn bảo hành lên tới 130.000 km hoặc hơn. Nếu sau 10 năm kể từ ngày sản xuất mà xe vẫn chưa được thay lốp, các nhà sản xuất khuyên người sử dụng nên làm ngay điều này dù chúng vẫn còn sử dụng được hay chưa mòn đến chỉ số mài mòn. Khi nào nên thay lốp ô tô? Có nhiều dấu hiệu và cách xác định thời điểm nên thay lốp xe. Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy đã đến lúc tài xế cần làm việc này. Quan sát bằng mắt. Nếu ô tô có những dấu hiệu như nắp van lốp bị hư hại, gai lốp bị mòn không đều, chỉ còn rất ít, không sắc nét. Gai lốp chỉ còn khoảng 1.6 đến 3mm, chứng tỏ lốp xe đã mòn và cần phải thay. Một số lốp ô tô có cửa báo mòn nhỏ nằm giữa các rãnh lốp, khi các cửa này bị lộ ra ngoài thì cũng đã đến thời điểm thay lốp mới. Hông lốp là nơi chịu áp lực lớn khi toàn bộ khối lượng xe ép xuống mặt đường và hơi được đẩy sang hai bên bánh xe. Nếu hông lốp bị thủng hoặc bị va chạm mạnh, xuất hiện vết cắt, sức do tiếp xúc với mặt đường lâu ngày thì lốp cần được thay hoặc và đúng cách trước khi những vết thủng cắt sâu hơn. Nếu lốp xe bị phồng, bong chóc, biến dạng thì nghĩa là đã có sự biến đổi cấu trúc bên trong. Hoặc nếu lốp xuất hiện bất kỳ lỗ thủng nào có đường kính khoảng 6mm và phần tanh lốp tiếp xúc với mâm xe bị hỏng, biến dạng thì chủ xe cần thay lốp nhanh chóng để tránh nổ lốp trong khi lái xe. Dựa vào thời gian, khí hậu, tuổi thọ của lốp xe ô tô thường là 5 năm nên sau 5 năm, chủ xe nên thay và kiểm tra mỗi năm một lần. Trường hợp xe đã gần 10 năm dù xe vẫn còn di chuyển tốt và lốp xe chưa có dấu hiệu hư hại hay gai lốp chưa mòn đến vạch chỉ thị, độ mòn gai thì vẫn nên kiểm tra. Vì lốp có thể gặp một số vấn đề về lão hóa hoặc cấu trúc mà nhìn bên ngoài bằng mắt thường sẽ khó nhận ra. Xe thường di chuyển trong khí hậu khắc nghiệt, nắng gắt, mưa ẩm, nhiệt độ mặt đường và không khí luôn cao hay có tuyết. Bằng thì chủ xe cần lưu tâm việc thay lốp vì lốp thường xuyên tiếp xúc với dầu, mỡ, hóa chất dễ gây hư mòn cao su. Cảm nhận của người lái. Khi đang lái xe mà phát hiện tiếng ồn hay độ rung của vô lăng một cách bất thường, xe chạy không êm thì nên nghĩ ngay đến tình trạng hư hỏng hoặc lốp xe bị thủng, cần đến gara gần nhất để vá hoặc thay lốp mới. Đo bằng dụng cụ. Một cách khác là chủ xe dựa vào dụng cụ chuyên đo độ sâu gai lốp. Nếu độ sâu hoa lốp dưới 3mm thì cũng đã đến lúc cần đến một chiếc lốp xe mới. Kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.